Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu một mẫu sản phẩm mới của Tùng Nguyễn. Trước màn hình đây các bác đang xem là một cặp bát 30 từ 190 côn 76 của hãng LG. Tùng Nguyễn đã để một chiếc úp và một chiếc ngửa để cho các bác ngắm chân dung của cặp bát này. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ xin giới thiệu chi tiết hơn về cặp bát NG này. Đây là cấu hình màng của nó. Màng của nó sẽ là màng đen mờ và độ sần của nó rất là cao. Tùng Nguyễn sờ rất là giáp tay ạ. Rất là giáp nha các bác nha. Nó sần hơn so với các loại mà nó cũng làm sần như này. Màng này thì người ta gọi là màng chấm hoặc là màng xếp ly lượn sóng. Đấy, màng này gọi là màng chấm nhé các bác nhé. Và đường keo của nó thì không có gì để nói nữa. Đường keo của LG và đường keo của bát 20 hoặc 25, 30, BM. Đường keo của nó đánh rất giống nhau. Tẩm dầu rất là đậm và đen. Còn về cấu hình củ bát các bác nha. Từ của nó là từ 19 ạ, từ 190. Con này đánh rất uy lực từ 19. Từ 19 nha các bác nha. Và xương của nó thì đây, hãng LG, xương của nó một bảng to đấy. Một thanh thôi nhá. Và hãng LG thì bao giờ cũng có một cái tem LG ở đây. 12AZ300 50A 500W trở kháng 8 ohm LG lưu liton. Và con bát 30 LG này thì nó làm không khác gì cái mẫu 25 nha các bác nhé. Xương và màng rồi là kẹp từ rồi là cuộn tiếng, nó làm Tùng Nguyễn nhìn qua là rất là giống ạ. Con bát này thì màng của nó cũng được kết hợp sợi bông thủy tinh. Các bác nhìn đi ạ. Rất là óng ánh nha. Đây là ánh điện ạ. Còn buổi sáng để ở ngoài thì Tùng Nguyễn không hình dung ra được. Chắc là nó chỉ ít thôi. Nhưng mà để ánh điện thì nó rất là óng ánh rất là nhiều. Dòng chạm của nó thì nó sẽ là chạm nhún ạ. Dương đây ạ. Ký hiệu của dương là đỏ. Âm là đen. Các bác nhìn kỹ đi ạ. Côn 75 nha các bác nha. Và Tùng Nguyễn sẽ cho các bác nhìn côn của nó. Đấy, không khác gì cái mẫu 25 cả. Côn của nó được làm bằng cuộn tiếng phíp. Đấy, nó nhìn được cả dây đồng rồi các bác nha. Nhiều bác thì cứ hỏi là dây dẹt hay dây tròn. Đấy, thực sự dây dẹt dây tròn thì phải bên nhà cung cấp người ta ấy thì mới biết được. Còn nhìn qua đây thì rất là khó. Nó chỉ là dây đồng thôi. Và còn làm được bằng cuộn tiếng phíp. Và bộ kẹp từ của nó thì rất là dày ạ. Đây các bác nhìn đi ạ, rất dày nha các bác nhé. Kẹp từ rất dày. Nhện của nó màu vàng. Đấy. Tùng Nguyễn mai làm cái video này để giới thiệu đến các bác mẫu bát 30 LG từ 190 côn 75. Các bác có nhu cầu thì alo cho Tùng Nguyễn theo số điện thoại 0972 068 141. Và các bác thấy video của Tùng Nguyễn là hữu ích, xin hãy chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn mai xin chào tất cả các bác. Hẹn các bác trong một clip sau của Tùng Nguyễn.